của vua Thành Thái. Chào mừng quý vị đã trở lại với chương trình nói chuyện cải lương cùng Linh Huyền vào thứ bảy hàng tuần trên kênh Linh Huyền Media. Quý vị thân mến, đã qua chặng đường 10 tập đầu, coi như là chúng ta đã kết lại cái chương là sự hình thành và phát triển của bộ môn nghệ thuật cải lương ra đời từ lúc nào. Thì tiếp theo, hôm nay Linh Huyền sẽ bắt đầu chương 2 của việc mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem sự khác biệt giữa đàn ca tài tử và cải lương như thế nào. Thì theo quý vị cũng đã biết, qua những cái lần chuyện trò trước á, thì chúng ta cũng đã có dẫn giải về cái lý lịch ra đời của cải lương. Thì cải lương là một cái bộ môn nghệ thuật truyền thống được bắt nguồn từ dòng dân ca và đàn ca tài tử thể hiện bằng ca ra bộ, thì đã hình thành lên cái bộ môn nghệ thuật cải lương. Cho nên hai cái từ cải lương ở đây thì chúng ta đã nhìn thấy được gồm rất nhiều các bộ môn là ca vũ nhạc kịch nằm trong đó. Còn đàn ca tài tử chỉ là một cái nghệ thuật hát, mà trong đó giữa người đàn và người hát cùng tâm tấu với nhau thì chúng ta gọi đó là đàn ca tài tử. Thì đi sâu về vấn đề đàn ca tài tử và cải lương thì chúng ta sẽ tìm hiểu trở lại như sau. Thì theo quý vị cũng đã biết, những cái tập trước chúng ta đã trò chuyện với nhau, thì là cái nguồn gốc của cái đàn ca tài tử thì cái cuộc hành trình rất là những cái âm hưởng từ cung đình Huế, Nam Tiến, theo dòng của những nho sĩ, những danh sĩ, những nhạc sư hưởng ứng theo phong trào Cần Vương ấy và vào Nam. Thế thì vào tới miền đất Nam Bộ thì vốn cái đàn âm nhạc cung đình Huế đó đã biến thành cái đàn ca tài tử. Thế thì ngược về thời gian theo sách của cụ Vương Hồng Sển để lại á, thì từ năm 1909 tới 1915 thì cái bộ nhạc mà tứ tài tử, lục tài tử, bát tài tử và thập tài tử thì trong đó đó chỉ có vài bài. Linh Huyền nhớ là Tứ Đại nè, Nam Xuân, Nam Ai, Phụng Hoàng, sáu bài lý nhưng mà hơi bắc, rồi là Phú Lục, Kim Tiền. Đó là những cái bài sơ khai từ trong cái tập nhạc đàn ca tài tử mà của nhà xuất bản Phụng Hoàng Sang. Thế thì theo tài liệu của thầy Úc Trong để lại thì là âm nhạc cải lương ra đời vào năm 1916. Thì theo quý vị cũng đã biết thì cái bài Hành Vân, theo cái buổi mà đối đáp giữa hai nhóm nhạc đàn ca tài tử Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ đã cho ra đời đối cái bài Hành Vân đó là cái bài Dạ Cổ Hoài Lang của bác Sáu Lầu. Rồi sau đó nữa cũng một dịp đối đáp đó thì cái bài Ngũ Châu và Tứ Bủ lại đối đáp và ra đời. Thế thì từ năm 1916 thì theo tài liệu của thầy Úc Trong để lại là lúc đó đã bắt đầu hình thành và ra đời cái loại hình âm nhạc cải lương. Thế thì âm nhạc cải lương và âm nhạc đàn ca tài tử khác và giống nhau cái chỗ nào? Thì Linh Huyền rất là đam mê và nghiên cứu thì được thấy rằng á, thì sau khi mà những cái bài mà Linh Huyền vừa giới thiệu trong cái tập nhạc mà
tứ tài tử, lục tài tử, bát tài tử, thập tài tử đó đó, thì chỉ có vài bài thôi, vài hơi điệu thôi. Nhưng mà đến khi cái kho tàng của đàn ca tài tử mà ra đời ở trong Nam Phận á, thì chúng ta cùng ôn lại là rất là nhiều. Nhất lý, nhị ngâm, tam nam, tứ quán, ngũ điểm, lục xuất, thất chinh, bát ngự, cửu nhĩ, rồi thập thủ liên quần. Rồi ngoài ra còn có ngũ châu, tứ bửu nữa. Thì rất là nhiều. Thì sau khi mà đàn ca tài tử ra đời như vậy, thì cái kho tàng mà hiện nay chúng ta thường hay nói á, là chỉ có 20 bài bản tổ. 20 bài bản tổ đó thì chúng ta cũng đã biết rồi, 3 nam, 6 bắc, 7 bài và 4 oán. Thì theo Linh Huyền biết á, là ngày xưa tới 8 oán lận. Nhưng mà 4 cái oán sau thì dường như là có những cái bài trùng khớp với 4 cái oán trước, cho nên là tổ tiên tiền nhân chúng ta chỉ lấy lại có 4 bài oán thôi. Thì bây giờ tổng cộng chúng ta có 20 bài bản tổ. Âm nhạc đờn ca tài tử và âm nhạc cải lương nó khác nhau chỗ nào? Thì theo Linh Huyền á, thì Linh Huyền nghĩ là đàn ca tài tử và cải lương là hai anh em song sinh. Giống nhau về mặt 20 bài bản tổ, 3 nam, 6 bắc, 7 bài, 4 oán. Nhưng bên người mình ví như là đàn ca tài tử là người anh đi, và âm nhạc cải lương là người em. Thì hai anh em song sinh này, mỗi người có một hướng đi. Tuy là cùng sinh ra một cha một mẹ, nhưng mà hai người có hai cái tư duy khác nhau. Đàn ca tài tử thì thủ cụ bài tân, cho nên là không có chấp nhận cái mới. Còn âm nhạc cải lương thì là cái tính chất của cái danh từ cải lương là cải cách hát ca theo tiến bộ, lương truyền tường tích, sánh văn minh. Cho nên cải lương cải tiến không ngừng. Cho nên cái người em mà âm nhạc cải lương này nè, luôn chấp nhận những cái mới để biến đổi. Cho nên cái kho tàng bên âm nhạc cải lương rất là phong phú và đa dạng. Đó. Thì theo quý vị cũng đã thấy, thì cái âm nhạc tài tử là một cái bộ môn nhạc tâm tấu giữa người đờn và người ca, mà không cần sân khấu. Đó là cái điều rất là quan trọng. Còn âm nhạc cải lương thì người nghệ sĩ cần phải có sân khấu, thì lúc đó cái âm nhạc cải lương mới phát huy hết cái tác dụng của mình. Cho nên giữa đàn ca tài tử và cải lương khác nhau ở chỗ là một bên hát mọi lúc mọi nơi không cần sân khấu cũng không sao. Nhưng ở bên cải lương thì hát phải có sân khấu thì mới thành cải lương được. Đó, cho nên là khi mà chúng ta đi sâu vào cái chi tiết ca đàn, ca tài tử và ca cải lương, nó có những cái điểm giống và khác nhau như thế nào, thì chúng ta sẽ có những bài phân tích sau. Thì trước mắt thì Linh Huyền chỉ gợi lại cho quý vị một cái sự phân biệt giữa đờn ca tài tử và âm nhạc cải lương, để mình có một cái khái niệm. Đó, thì là cái người mà hát đàn ca tài tử thì được gọi là nghệ nhân. Người mà hát cải lương được gọi là nghệ sĩ. Và nghệ nhân và nghệ sĩ này giống và khác nhau cái gì? Nghệ nhân và nghệ sĩ đều hát cái vốn 20 bài bản tổ như nhau. Nhưng người nghệ nhân có thể hát ở bất kỳ mọi nơi, là những cái tàn cây nè, rồi sau lưng là bụi tre. Thì sau cái bụi tre đó, chúng ta chỉ cần ngồi với nhau, rồi quanh gốc cây hay là bất kỳ một cái bãi đất trống nào đó, thì chúng ta có thể ngồi 5-3 cây đàn cùng nhau và một người hát, thì đã hình thành cái bộ môn đờn ca tài tử và có thể tiêu khiển được rồi. Nhưng đối với những người nghệ sĩ cải lương thì vì họ là cái bộ môn mà chuyển tải kịch ra bộ, rồi múa, rồi âm nhạc phải tổng hợp kết hợp với nhau, cho nên họ rất cần một cái sân khấu.
Cho nên nếu không có sân khấu, người nghệ sĩ cải lương không là nghệ sĩ. Mà người nghệ nhân đàn ca tài tử không cần sân khấu, người ta vẫn là nghệ nhân đàn ca tài tử. Đó, cho nên sự khác nhau giữa nghệ sĩ cải lương và nghệ nhân đàn ca tài tử là cái sân khấu. Đó. Mặc dù nó có những cái chi tiết, sau này Linh Huyền sẽ nói thêm về những cái chi tiết mà cụ thể về những bài kỹ thuật của đàn ca tài tử và những bài kỹ thuật của sân khấu cải lương. Đó. Thì vừa rồi chúng ta vừa trao đổi với nhau thì quý vị cũng đã hình tượng được thế nào là đàn ca tài tử và thế nào là âm nhạc cải lương. Thế thì Linh Huyền xin kết luận ở đây là đàn ca tài tử và cải lương là hai bộ môn hoàn toàn tính chất khác nhau. Bởi vì đàn ca tài tử thì quý vị thấy chỉ là một cái bộ môn hát và đàn cùng tâm tấu với nhau để mà tiêu khiển loại hình nghệ thuật đó. Còn cải lương là một bộ môn tổng hợp bao gồm có ca, vũ, nhạc, kịch, nói chung là tất tần tật. Cho nên nếu chúng ta so sánh cải lương và đàn ca tài tử thì nó rất là khập khiễng, bởi vì một bên là quá nhiều những cái yếu tố tổng hợp hỗ trợ, còn một bên chỉ là giữa tâm tấu của người ca và người đàn gặp nhau để cho ra cái tác phẩm thôi. Thế thì chúng ta không thể so sánh bộ môn nghệ thuật cải lương và bộ môn đàn ca tài tử, mà chúng ta chỉ so sánh ở cái mức độ tập hợp nhỏ hơn, tức là đàn âm nhạc đàn ca tài tử và âm nhạc cải lương. Thế thì âm nhạc đàn ca tài tử và âm nhạc cải lương giống nhau ở một cái điểm cố định, đó là 20 bài bản tổ, 3 nam, 6 bắc, 7 bài, 4 oán. Thì theo như Linh Huyền nghiên cứu các sách mà của nghệ nhân cũng như tiền nhân để lại á, thì cái hành trang của các cụ từ cung đình Huế vào Nam chỉ có phảng phất vài bài, mà chủ yếu đó là bài Hành Vân và bài Tứ Đại Cảnh, tức là Tứ Đại Văn, sau này là Tứ Đại Quán đó. Rồi theo cái kho tàng đó nữa là Thập Thủ Liên Quần. Bởi vì cái tích mà Thập Thủ Liên Quần này á, là vào năm 1790, lúc đó là sứ bộ của vua Quang Trung á, có đi qua Triều Thanh để mà mừng cái buổi thọ của vua Càn Long 80 tuổi. Thế thì nhóm mà những người, những danh sĩ, những nhà thơ, nhà văn trí thức có qua để mà dự cái lễ sinh nhật đó, thì trên cái đường đi và trở về nước thì những người danh nhân này, những nho sĩ này, những nhà thơ này đã sáng tác ra 10 bài thơ. Sau khi về đến An Nam thì là vua Quang Trung Nguyễn Huệ có truyền lại cho các nhạc sư, nhạc quan của cung đình phổ thành nhạc để mà phục vụ trong cung đình cho vua nghe. Thế thì 10 cái bài thơ này được sáng tác thành 10 cái bài, thì Linh Huyền nhớ không lầm đó là 10 bài khách, hay còn gọi là thập quần chương. Thì sau này á, mới được bốn cụ là Thập Thủ Liên Quần, tức là cụ Thập nè, cụ Thủ nè, cụ Nguyễn Liên Phong nè, và cụ Trần Văn Quần. Thì bốn cụ này đã phối hợp lại viết dựa trên những cái hơi hướm 10 cái bài nhạc khách này thành Thập Thủ Liên Quần, mà trước đây Linh Huyền có nói á, Phẩm Tuyết Nguyên Tiêu Hù Quảng rồi đó. Thì cái hành trình từ cung đình Huế
mà vào Nam khai phá mở cõi và cũng như bị người Pháp họ đầy vào Nam là một nhạc sư của cung đình, nhạc quan của cung đình Huế bị Pháp đầy vào Nam. Còn trong dòng mà được gửi vào theo cái phong trào Cần Vương của vua Thành Thái á, là cụ Lê Quang Thọ. Sau đó là có cụ Nhà Văn, cũng là một nhạc sư. Nguyễn Liên Phong đó, là cha của cụ Nguyễn Tùng Bá. Là theo cái dòng mà âm hưởng của những cái bài nhạc cung đình Huế, tứ đại cảnh và thập thủ liên quần đi vào Nam, thì cái dòng đàn ca tài tử bắt đầu dựa trên cái hạt giống đó mà phát triển thành sau này là chúng ta vừa nhắc lúc nãy là rất là nhiều, mà bây giờ chỉ cô đọng lại ở 20 bài bản tổ thôi. Thế thì chúng ta kết luận một điều mà theo Linh Huyền tự đưa ra cái suy nghĩ này và theo cái những gì mình đam mê mình nghiên cứu, thì Linh Huyền cảm thấy rằng là âm nhạc đàn ca tài tử và âm nhạc cải lương là hai anh em song sinh cùng cha cùng mẹ đó. Thì một người thì đi theo cái tư duy gọi là càng ngày càng đổi mới theo như đúng cái tính chất hai từ cải lương, là cải cách hát ca theo tiến bộ, lương truyền tuồng tích sánh văn minh. Quý vị thân mến, thế thì chúng ta đã có một cái khái niệm cụ thể về đàn ca tài tử và âm nhạc cải lương. Thì tập sau Linh Huyền sẽ cùng quý vị nói tiếp là sự giống nhau và khác nhau khi ca và thể hiện, và sự phát triển hơn của bên âm nhạc cải lương so với cái đàn ca tài tử là gì. Xin cảm ơn quý vị đã chia sẻ cùng Linh Huyền buổi trò chuyện hôm nay. Và xin hẹn lại quý vị vào thứ Bảy tuần sau. Xin cảm ơn quý vị.